Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Đến hẹn lại lên. Chúng ta lại gặp nhau trong những cái khung giờ quen thuộc và tôi cũng chia sẻ công việc thường nhật của mình đến với các bạn trên tinh thần vui là chính các bạn. Hôm nay chăm sóc mấy cái cây bông giấy, tôi bỏ phí nó lâu lắm rồi. Sẵn dịp khi mà chăm sóc cho cây mình cũng làm clip mình chia sẻ với các bạn. Bởi vì tôi thấy cái thú chơi bông giấy này cũng rất là nhiều bạn thích chơi. Cái dòng bông giấy này nó rất là dễ sống các bạn. Cây này tôi không có tưới nước cho nó khô khốc khô queo mà. Nhưng mà chơi bông giấy á, thì các bạn chơi mà ép thành cái bông cây bonsai mà nhỏ nhỏ như thế này á, mình tạo dáng những cái dáng quan nhân hay những cái dáng trượt nhỏ nhỏ đó thì các bạn nó rất là kỳ công. Bởi vì nếu mà các bạn mà không biết cách ép nó thì cây nó phá dáng, nó tạo dáng rất là xấu. Là các bạn thấy không, cây nhỏ nhỏ nhưng mà vẫn có bông. Bông giấy ngoài tự nhiên thì cây nó rất là lớn. Cây lớn đó các bạn, cây lớn mà bông nó nguyên một nồi luôn, nguyên một cái trảng bông, nguyên một cái dạng bông rất là đẹp luôn. Nhưng mà các bạn mà chơi bonsai mà cái dòng mini thì các bạn không cần thiết phải cho cây nó nhiều bông như vậy. Chỉ cần chúng ta tạo được một cái dáng mình yêu thích là xong rồi, nó điểm xuyến một vài chùm bông như thế này là các bạn thấy nó cũng đẹp rồi. Cảm ơn các bạn. Cái bông giấy này hiện tại thị trường ở Việt Nam tôi thấy rất là nhiều giống, rất là nhiều màu, đa dạng sắc màu. Nhưng mà tôi á, thì tôi lại thích chơi cái dòng bông giấy Mỹ hơn. Đây là cây bông giấy Mỹ Zin nè, hàng Zin. Cây bông giấy Mỹ mà tại sao tôi thích các bạn biết không? Tại vì nó có cái bộ đế đó, cái củ nó rất là đẹp. Còn là những cái dòng bông sứ khác á, thì nó không có. Bởi vậy khi mà người ta mà nhân giống, người ta trồng á, các bạn khi mà người ta trồng á, thì thông thường người ta lấy cái nhánh của cái cây bông giấy Mỹ ha, bông giấy Mỹ xong rồi bắt đầu người ta dâm cành cho nó lên, rồi người ta mới ghép cho bông giấy màu khác vô. Thì bông giấy Mỹ nó rất là dễ sống, các bạn chỉ cần lấy cái nhánh như thế này, các bạn lặt hết lá đi, tỉa nhánh lặt hết lá đi, các bạn dâm vô trong cái dâm cái bầu là tự động mà nó sẽ lên thôi. Cây này nay thì tôi sẽ tỉa gọn là thì các bạn sẽ thấy cái diện mạo của em nó khác liền. Bởi vì cây bông giấy là một cái giống cây rất là dễ trồng, thông thường nếu mà các bạn mà chơi cho nó vô cái dạng mà chơi mình ép bonsai, mình chơi bonsai cây mini thì các bạn phải cho nó sống, các bạn chỉ cần tưới nước đó thôi, tưới nước là để duy trì sự sống cho nó, thỉnh thoảng mà các bạn cho nó một chút phân thôi nha các bạn. Nếu mà các bạn bón phân nhiều á thì cây nó phát triển tốt quá thì nó không có đẹp đó, thành ra các bạn thấy không, để cho nó không phèo phèo như thế này đó. Thì bây giờ nó bước vô mùa mưa rồi, bỏ này luôn, bước vô mùa mưa rồi thì các bạn nó thông thường kia mùa mưa thì bông giấy nó ít rồi, nó rất ít bông, kể cả các bạn trồng bày tự nhiên cũng vậy, ít bông lắm. Nhưng mà kể nó các bạn nó ít bông thì nó sẽ có bông khi nào mà bớt mưa là nó có bông thôi, chứ mùa này thì nó có bông được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Các bạn cũng không nên sử dụng những cái nguồn phân mà ép cho nó có bông làm gì. Bởi vì mà khi mà các bạn mà sử dụng mà nguồn phân các bạn ép bông á thì chưa chắc nó đã có bông đâu, nhưng mà ngược lại nó sẽ đâm tược rất là nhiều ha. Cũng như là cây này đây bà đọc tôi tỉa được một em bây giờ em này tôi lại tiếp tục tôi tỉa ha. Cây này thì cái dáng nó hơi cao, các bạn ha, dáng hơi cao thôi. Giờ đi lúc trước thì tôi cũng tính làm thêm một cái dáng cái chỗ này, cái thế chỗ này, giờ tôi lại cắt bỏ đi, cắt bỏ thêm, bỏ không, bỏ không ta, bỏ này đi, bỏ này, đó bỏ đi. Các bạn, những cái nhánh này để các bạn dâm lên hết đó, các bạn bỏ đi, giòn lắm nha, chơi bông giấy này rất là giòn luôn, đó, thì các bạn phải uống nó, các bạn uống nó từ lúc nó còn nhỏ đó, lúc nó cái nhánh nó còn dẻo á. Chứ khi mà cái nhánh mà nó đã cứng rồi các bạn uống không có được đâu, nó gãy hết trơn à, cái dòng bông giấy nó như vậy á. Đó, các bạn thấy không, cây này tôi cũng uống dây kẽm, thời gian nó cứng rồi các bạn tháo dây kẽm ra thì nó sẽ định hình lại nhẹ nhẹ tay thôi nha. Cái này mà cái nắng bóp bóp hơi nữa là nó gãy á. Đó, các bạn. Cái dòng bông giấy Mỹ á, tuy rằng cái bông của nó không có được đa dạng nhiều cái màu cũng như là những cái loại bông giấy Thái, bông giấy Nhật, bông giấy Ấn Độ,
nhưng mà bù lại cái bông giấy Mỹ thì nó có cái cụ rất là đẹp, đồng thời cái bông nó bé bé xinh xinh thôi. À, tôi thích chơi những cái dòng bé bé xinh xinh, thành ra là tôi chơi. Còn nếu mà bạn thích chơi thì bạn chơi, cái dòng này không thích thì bạn có thể bạn ghép vô cũng được. Đây cậu nhánh này đây, đây còn cây chỗ này, chỗ này đây các bạn. À, tôi thì cái gì á, cái gì tôi cũng thích hết trơn, thích đủ thứ hết trơn á. Bởi vì tôi nói tôi trồng, tôi nói nhà tôi quá trời quá đất luôn, mà lâu lâu có tôi soạn ra cái những cây nào mà không cần là nó có nhiều cây quá đó, tôi lại bỏ bớt đi đó, nó nhiều lắm quá, nhà tôi trồng chút quá trời quá đất luôn rồi. Nè, có cái chậu đây đó, quên tưới nước nó khô rồi không. Coi vậy á, các bạn mà trồng cây mà các bạn trồng vào chậu á thì nhiều lúc mà trời mưa lớn á, ướt đẫm thì không sao. Còn khi mà trời mưa mà cái dạng trời mưa nhỏ nhỏ đó, các bạn lưu ý ha, mình vẫn tưới nước bình thường. Bởi vì khi mà trời mưa nhỏ nhiều lúc nước á, nó không có văng vô cái miệng chậu đâu. Nó không có vô được cái miệng chậu, thành ra các bạn lưu ý ha. Có nhiều bạn chơi á, chơi cây xong rồi thấy trời mưa, mùa mưa các bạn không tưới, các bạn đâu biết rằng nó thiếu nước. Nhiều lúc cái cây nó có nguyên một cái tàn, nó giống như cái lọng vậy nè. Tàn giống như cái lọng, cái bắt đầu cái nó lại che cái thì tàn lọng mà nó lại che cái miệng chậu lại, nước mưa nó tỏ ra quả nó không vô được, thành ra là mùa mưa các bạn cũng phải là quan sát xem cây bông giấy của mình như thế nào, để mà các bạn tưới nước cho phù hợp ha. Giờ mình nhà tôi cũng có mấy chậu đây, thì dưới cây bông giấy thì trồng thì thông thường là các bạn thường là xiết nước để các bạn làm bông vào những cái dịp Tết. Thật ra thì bông giấy bây giờ nó có nhiều giống đó các bạn. Có giống mà từ lúc mà xiết nước nó làm bông thì có tầm khoảng 45 ngày, có giống thì 50 ngày, có giống thì 60 ngày. Thành ra nếu mà các bạn thấy chơi cái loại nào thì các bạn mình thấy trải nghiệm thôi. Cái loại bông giấy của mình là mình đang trồng ở nhà thì nó có ra bông, thì chu kỳ ra bông của nó bao nhiêu ngày thì từ đó các bạn làm một cái cơ sở để cho mình tiến hành làm cho những cái lần sau. Chứ không có cái nguyên tắc chung, không có một cái thời gian cách làm bông thì nó cũng như nhau. Tôi cũng đã chia sẻ với các bạn rồi, không riêng gì kênh Thu Bonsai mà tất cả những kênh tôi thấy họ cũng chia sẻ rất là nhiều trong cái vấn đề mà bông giấy, mà nó kích bông giấy, mà làm bông giấy chơi vào dịp Tết. Nhưng mà tôi thấy là thì cái cơ bản thì cái giống nhau, cơ bản thì cách làm giống nhau là các bạn xiết nước xong, mà trước khi xiết nước cây thì các bạn phải cho nó ăn phân để cho cây nó đủ lực, xong các bạn xiết nước cây, các bạn con tàn, các bạn thái lá, xong bắt đầu các bạn lại tưới nước lại, vô nước lại, cho thêm phân chủ yếu làm bông cho nó, thì chúng ta cũng chỉ có làm lân với kali thôi, rồi từ từ cây nó sẽ ra bông. Nhưng còn cái vấn đề mà cái kỹ thuật mà nó ra bông nhiều hay ít á, nó còn tùy thuộc vô cái yếu tố, cái khuôn viên của mình trồng, cái nơi mình trồng. Thứ nhất là giống, thứ hai là cái nơi các bạn trồng. Nơi của các bạn trồng nếu mà nắng nó nhiều thì nó cái thời gian ra bông nó đúng như dự kiến là khoảng 45 ngày hay là 50 ngày hay là 55 ngày. Còn nếu mà những nơi các bạn trồng thì đa số thì chơi những cái dạng này nhiều bạn ở nhà phố thì các bạn trồng vô cái ban công thì nó bị che nắng, thành ra các bạn làm bông thì nó cũng không có chính xác đâu. Nhưng mà thôi thì mình chơi thì mình cứ chơi đi các bạn, nó có bông thì nếu mà để tự nhiên thì nó sẽ có bông quanh năm, thì mình chơi cũng được, mà mình đâu có nhất thiết phải mà bắt buộc cây nó sẽ ra bông đúng vào dịp Tết như cái việc bạn mong muốn. Bởi vì mấy ngày Tết mà cây rất nhiều bông hoa, nhiều bông hoa đó các bạn, không có cây này thì chúng ta có thể là chơi cây khác. Thì mình chơi thì mình chơi tài tử thì như vậy thôi. Còn nếu mà kinh doanh thì đương nhiên, nếu mà các bạn kinh doanh thì các bạn phải tìm bằng mọi cách thì các bạn sẽ làm cho nó nở đúng vào một cái thời điểm nào đó thì các bạn mới buôn bán được. Chứ còn mình chơi tài tử thì các bạn cũng không nên ép cây nhiều quá ha. Ép cây nhiều quá làm cho cái cây nó bị mất sức. Cây này tôi trải nghiệm thử nè các bạn, tôi trồng tôi ghim chút xíu tôi trồng nè, mà cũng bông nhiều lắm, mà mấy ngày nay tại vì trời mưa nhiều quá nó không có bông. Cái lúc trước cây nhỏ xíu là cũng có bông nguyên cục bông bả lừ luôn á. Giờ tôi cứ cắt cho nó nhỏ, cho nó lùn cây lại. Có gì đâu mà cây mà khó các bạn, là nhiều bạn cứ chơi bông giấy, cứ nói tại sao cây bông giấy của ông nó, tôi thấy nó ngắn ngắn, nó nhặt 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 là nó có bông, dụng giấy của tôi nó cứ vươn dài ra, thì cái nhánh nào nãy nó cũng vươn dài,
Cái bông giấy mà khi mà tôi cắt thì tôi quên chia sẻ với các bạn, giờ tôi mới chợt nhớ. Khi mà cái bông giấy của bạn á, ngoài tự nhiên á, thì khi mà chúng ta chăm sóc tốt á, thì mỗi một nhánh á, mỗi một cái cơi đọt lá nó lên á, thì nó bung nhánh, nó bung tược, bung nhánh ra rất là dài. Khi mà cái nhánh của nó dài, nó già rồi thì nó bắt đầu nó mới có bông. Các bạn lưu ý, nó dài rồi, nó già, nó mới có bông. Thì thành ra là các bạn phải ép cái cây mình cho nó ngắn lại thì nó mới, thì bởi vì mới một cây đọt lá, nếu mà một cái cây nó tốt á, thì cây đọt lá nó có thể nó khuấn ra từ 4 tấc, 5 tấc, 6 tấc, thậm chí có cây nó dương 1 mét. Nếu chồng các bạn trồng ngoài tự nhiên, mỗi một cây đọt lá nó dương ra 1 mét mấy luôn á, thì nó mới bắt đầu nó chừng lại, nó có bông. Thì khi mà các bạn trồng vô đây thì các bạn ép nó sống trong một cái khuôn khổ nó thiếu dưỡng chất, các bạn tưới nước ít thôi, không bón phân, tưới nước ít thì cây nó sẽ khằn lại. Khi mà nó khằn lại bắt đầu nó có búp bông, thì khi mà cây nó có búp bông rồi có nghĩa nó sẽ chựng lại, nó chựng lại như vậy, nó có búp bông vậy nè, các bạn thấy không? Khi mà có búp bông nè, bao giờ nó cũng chựng lại, nó không có dương nữa, tại nó có bông rồi, nó già rồi, nó có bông rồi. Khi mà các bạn thấy nó có chuẩn bị nó chựng là có búp bông thì các bạn bỏ cho nó một chút kali với lân, thì cái bông của nó sẽ to, cái bông của nó sẽ sậm màu, cái bông nó sẽ đẹp. Thì cái nguyên tắc chung khi mà làm bông giấy thì người ta làm như vậy. Còn cái vấn đề mà các bạn nắm được cái nguyên tắc rồi, các bạn sẽ tự trải nghiệm. Thì khi mà mình trải nghiệm thì các bạn sẽ rút ra được cái bài học kinh nghiệm, nếu mà các bạn mà chú tâm vô chơi những cái dòng cây mình yêu thích. Bởi vì người ta thường nói câu là kinh nghiệm thì là kinh nghiệm, nhưng mà không có cái kinh nghiệm nào bằng cái kinh nghiệm bản thân. Cái kinh nghiệm của mình, kinh nghiệm của mình thì các bạn sẽ mình sẽ làm được những cái công việc gì mình yêu thích nó sẽ có hiệu quả hơn các bạn ha. Thì công việc của người khác, cái kinh nghiệm người khác người ta chia sẻ cho bạn để bạn rút ngắn cái thời gian các bạn mày mò những cái kiến thức cơ bản. Còn chuyên sâu thì vấn đề là chuyên sâu phần còn lại vẫn là của các bạn. Không có một nhà vườn nào, không có một nghệ nhân nào người ta có thể truyền đạt hết tất cả những cái sở trường, những cái kinh nghiệm của người ta mà tích lũy cho bạn để bạn hiểu được hết. Bởi vì cũng giống như là cũng chăm cây, cùng một cái chế độ chăm cây như vậy, nhưng mà tôi chăm cây tôi phải theo dõi cây, cái cây nào nó sung thì tôi có thể tôi gia giảm cái lượng phân bón kích cho phù hợp, lượng nước cho phù hợp. Còn cây nào nó yếu thì tôi tăng, cây nào nó khỏe thì tôi giảm. Cái đó thì tôi nhìn bằng mắt, tôi nhìn bằng mắt là tôi cảm nhận được, tôi mới làm được. Còn cái đó thì không ai mà chia sẻ được cái vấn đề như vậy các bạn ha. Rồi hôm nay thì mình cũng lấy mấy em bông giấy này ra để mà tỉa tót lại. Sẵn dịp tôi cũng làm một cái clip nhỏ chia sẻ cùng các bạn. Nếu mà các bạn mà yêu thích mà chơi bông giấy thì chúng ta trải nghiệm. Các bạn lưu ý mà bông giấy thì nó có rất là nhiều luôn, nó rất là rẻ luôn. Bởi vì có nhiều người bảo tại sao ông trồng, ông ra ngoài ông cưa mẹ nó một nhánh đi, vì ông ghim vô ông trồng. Thì đó là chuyện cưa nhánh ghim vô trồng, có gốc bự nói mẹ gì nữa. Nhưng mà cái cây bông giấy các bạn muốn cho nó có cái bộ đế nó đẹp mà các bạn ép nhỏ trong chậu thì các bạn bắt buộc các bạn phải đào tạo nó nhiều nhỏ. Chứ tôi không có gì, không có mất công gì, tự nhiên tôi giải gì mà tôi làm cho nó cực khổ cái thân cưa vậy, các bạn thấy không? Đây là những cái cây nè, đây là cái bộ rễ nó rất là nhỏ, bộ rễ nó là tôi đào tạo nó từ nhánh nhỏ xíu xíu rồi, giờ bộ rễ nó rất là ok. Dưới cây này tôi có thể ép chậu mỏng hơn nữa, nhỏ hơn nữa vẫn được. Còn cái cây này các bạn thấy là tôi ghim thử nè, coi những bộ rễ nhỏ xíu tôi có thể là đưa vô cái chậu nhỏ xíu rồi tôi ép tôi trồng vẫn được. Còn những cái phôi mà nó lớn á, những cây lớn á, các bạn đưa vô chậu nhỏ các bạn đâu đưa vô được đâu, cái đế đó nó bự quá, nó bự, nó không cân xứng. Và đồng thời nếu các bạn muốn đưa vô cái chậu nhỏ các bạn gọt, các bạn bỏ nhiều quá thì nó không còn dáng dấp của một cái bộ đế của một cái cây, nó nhìn nó cái vẻ nó không tự nhiên. Đây cái cây này các bạn thấy bộ đế này chưa? Nè, tôi nuôi bộ đế nó từ nhỏ rồi các bạn thấy đây, để cây này rất là nhỏ ha. Rồi đây nè, nó ba bộ đế thì nó sẽ có ba cái kiểu dáng khác nhau các bạn ha, ba kiểu dáng khác nhau đế đây. Đó, với bộ đế đây bên đây nè, đế bên đây. Rồi ok, hôm nay thì chỉ chia sẻ như thế thôi, chứ mình với cái chủ đề bông giấy này nó cũng không có cái gì mà nó nhiều. Mình chỉ chia sẻ ngắn gọn như thế. Nếu mà bạn nào mà cảm thấy mà mình khi mà tôi chia sẻ về cái vấn đề này các bạn chưa rõ thì các bạn để lại tin nhắn ha. Các bạn cứ vào Zalo 0988642907 0988642907
0907 để lại tin nhắn, tôi sẽ trả lời trong cái khoảng thời gian mà gần nhất để có thể để chia sẻ cùng các bạn. Cuối cùng phải nói lời chia tay với các bạn thôi. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem cái clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like ủng hộ tinh thần người làm clip. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ kênh những cái video mới nhất các bạn. Bye bye, hẹn ngày tái nào.